Vâng, em Đô xin mến chào toàn các bác nhá. Và trong buổi chiều hôm nay thì anh em chúng em tiếp tục dọn một lô loa rất lớn. Lô loa bắt 25 đến từ Đức, hiệu Đức các nhá, Eric. Đấy. Lâu lắm rồi về thêm một lô Eric to này, bắt 25 các nhá. Đẹp tuyển chọn bác và cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Thì hiện tại em báo giá luôn cho anh em với lô loa này. Thì hiện tại lô loa này thì mình đang chào bán mức giá 5 triệu đồng trên một đôi. Cái mức giá có thể tốt nhất trên trường Việt Nam hiện tại bây giờ. Đôi dòng loa này với tôi cái giải chép của nó ra rất là hay và giải bát thì nó sâu, nó mềm, chi tiết đấy. Và dòng này thiết kế của nó sẽ là phần căng nha bác nhá, căng là căng căng mặt ngoài sắt và bên trong nghĩ là phần lưới bác nhá. Đây đây thì bác có thấy này, logo Eric này, Dương Nhật cho anh này. Dương ơi nhanh lên, đưa lên em để mộc cho nhiều bác cứ lên xem bảo là Hiếu Minh đến khi em quay này nó bám tí bụi bụi biết này, bảo hàng ấy mình hàng này xấu chứ không phải đâu các bạn. Các bác xem hàng hóa mình đi mua hàng bãi chứ hàng bờ. Hàng bãi là gì? Là những cái hàng mà người ta về lô to. Cái thứ hai nữa, hàng hóa khi quay này nó đẹp như này. Ông hồng các bác nhìn cái bát cái từ cái bê em quay cho bác tổng thể luôn này. Cái bát cái từ cái tem nó đẹp như này mà. Còn hàng cũ, hàng em về chưa dọn, dẹp gì cả thì bên ngoài nó có thể bụi bẩn một tí là không tránh được. Khi những khi đến tay các bác đây những cái chiếc loa đây như HZ em hết lô rồi nhá, hết HZ là em quay hôm qua là hết lô rồi. Đèn lăn lốt đây, lăn lốt sơn. Nghe cái này màu trắng em phải lăn lại sơn. Còn đối với Eric này thì là tất cả màu đen hết rồi. Màu đen hết rồi chỉ có là lau thôi, là bán thôi. Lau là bán thôi các bác nhá. Và model này thì là model phiên bản đời cao nhất của Eric các bác nhá. Lau cho anh với, cho sạch sẽ hơn nào. Nhanh lên, dẻo tay lên. Dụng chép của nó là chép bánh răng các bác nhá. Củ và mã chép của nó là DH1402M. Đấy. Dòng chép này chép H25 nhưng cái củ chép nó to bằng mắt 30 luôn. Coi như lưu ý cho em nào. Chép H25 nhưng củ chép to bằng mắt 30 luôn. Đấy. Dòng này dòng coi nó coi 63. Coi này coi 63 các nhá. Bích rất dày. Eric Auto. Một dòng loa đến thứ ước. Nhưng cái dòng này với B3 nó là một. Là cùng một công ty sản xuất. Nhưng cái rẻ giá của thành của Eric ý, tiếng nó đã hay, nó nhuyễn rồi. Ngay phần đầu em thì mình đã test video rồi. Mà giá thành nó lại hợp lý các bạn. Đó là những gì mình muốn nói. Phân tần rồi thì xuống là phân tần nó phân tần ngược nhá. Phân tần ngược là gì em đã nói rất nhiều trong clip rồi. Đối với tất cả các model như 510 hay 310 thì cái phân tần ấy nó sẽ là bắt ngược này. Cái trở trước cái bóng ở bên dưới hết 100% thôi nhá. Đấy. Eric Auto nhà riêng Eric họ sản xuất đồng bộ từ phân tần, bát, chép, căng tất cả đồng bộ 100%. Dòng này thiết kế cả hộc cắm loa để cho những bác là để trường hợp để treo loa cắm vào hộc loa cắm loa đứng. Và cái đặc điểm nữa là đôi này cái độ phủ nó rất là rộng. Phủ vào những không gian từ là 15, 20, 25 và 30 mét vuông. Cực hợp lý cho những bác nào chơi gia đình. Từ những không gian rộng và vừa. Và em sẽ quay đây để khi bác em thấy lau này bác nhỉ. Lau xong cái này. Đấy vừa nãy bụi bẩn bác nhỉ. Lau xong cái là sạch sẽ ngay. Đấy. Và model em giới thiệu các bác là model là Eric HK510 phiên bản đời cao nhất, phiên bản đầu năm bác nhá. Thường thường trên trường các bác mua những phiên bản Eric nó sẽ là model 310 hay những phiên bản như 210 thôi. Còn đây phiên bản 510 là phiên bản cao nhất của Eric, công suất hoạt động của nó là 200 trên độ chuyển 8 ohm, đánh giải lên đến 123 dB, giải rất cao, đánh giải ngang ngửa với bát 30 luôn. Đấy em zoom lên cho bác nhìn này. Giải rất cao luôn bác nhá. Eric.com. Tay nắm phía sau có mỗi hộp này và điều quan trọng cái thùng này thiết kế là thùng kín và thoát hơi phía trước, nên khi các bác nghe nhạc ý, hay hát karaoke là cái giải nó bay ý, là nó sẽ phản ngược âm lại, nó sẽ đánh hết về phía trước, nó đến tai mình, tai người nghe, tai cảm nhận nó sẽ đầy giải hơn, tiếng nó hay hơn. Tại vì sao là Eric nó như riêng về tính tép của Eric là em khẳng định luôn là hay nhất trong phân khúc là loa trên trường, ở phân khúc tép thường là hay nhất các bác nhá. Hay nhất ở phân khúc dưới chục triệu một tí là đây là đô loa em đánh giá là hay nhất trên trường đối với giải tép. Giải bát thì nó sẽ xem như các dòng khác nhưng giải chép nó rất là hay các bác nhá. Đấy. Và hôm nay tiếp tục về số lượng phục vụ bác anh em. Lấy anh thì thước cái đo anh cái nào. Cái dòng này thiết kế rất là gọn. Thước để đâu nhỉ? Đấy xong rồi đây. Ấy đi anh em. Bé về thước để đâu? Đã bảo chuẩn bị cái thước, chạy sang kia nhanh lên. Thước về để đâu? Ở trong kia kìa, trong cùng kìa. Đúng rồi, trong cùng kìa. Dương ơi, Dương trong cùng kìa. Trong chỗ vé loa JBL 2012 ấy.
Đấy. Quên mất không chuẩn bị nhạc đạo cụ các bạn. Nhiều khi là các xem nhiều cơ sở khác họ quay clip ý, thứ nhất là cái cửa phải ở đây em nó quay kho nên là em cứ bày ra đây, hàng hóa đây. Còn các bác bình thường người ta quay thì thường người ta sẽ giải thảm này, không gian nó đẹp đẽ rồi là phải phòng thu âm các thứ. Còn Hiếu Minh đây, người thật việc thật cũng chả chuẩn bị gì. Nhưng em muốn đo kích thước để cho bác cùng biết và nắm giữ nắm theo kích thước của nó, bác biết là kê nó hợp lý này. Bề ngang là 33 bác nhá. Bề sâu ạ. Ra vành giữa này. Bề sâu là 32,5 thôi nhá. Gần 33, 32,5. Bề cao ạ. Bề cao của nó là 4 là xích sắt 50 bác nhá. Thiết kế form rất gọn. Và điều quan trọng là cái form này là thiết kế này, form bác nhìn này. Cái lưới này. Đấy, cái lưới sắt nó rất là đẹp luôn. Và hôm nay Hiếu Minh tiếp tục về hàng. Và Hiếu Minh ngay phần đầu video mình đã test phần nhạc rồi và phần mic rồi. Anh em có nhu cầu mua sắm cái mức giá rất là hợp lý thì nhanh tay liên hệ Hiếu Minh Đô nhá bác nhá.